Cách đọc một số thương hiệu xe phổ biến trong tiếng Anh phần 2. Thương hiệu thứ 6 là thương hiệu này. Chúng ta sẽ phát âm từng âm trước cái gì ha? Chevrolet. Thì từ này có hai cách đọc. Một là nhấn âm tiết đầu tiên, Chevrolet, Chevrolet. Hai là nhấn âm tiết cuối cùng, Chevrolet, Chevrolet. Và thương hiệu thứ 7 là thương hiệu này. Chúng ta đọc là Chrysler, Chrysler. Và thương hiệu thứ 8 là thương hiệu này. Nó đến từ Pháp, do đó nó có đến 3 cách đọc cái gì ha? Chúng ta có thể đọc là Peugeot, Peugeot hoặc là Peugeot. Phổ biến người ta hay đọc đó là Peugeot, cái gì ha? Peugeot. Và thương hiệu thứ 9 là thương hiệu này. Tiếng Anh của người Anh chúng ta sẽ đọc 3 âm tiết, đó là Jaguar, Jaguar. Nhưng mà tiếng Anh của người Mỹ đọc có 2 âm thôi, Jaguar, Jaguar. Và thương hiệu cuối cùng, thương hiệu thứ 10, nếu như chúng ta đọc tiếng Anh thuần túy á, thì nó sẽ là Volkswagen, Volkswagen. Tuy nhiên ở trong tiếng Đức á, thì cái chữ V sẽ được đọc là chữ W sẽ được đọc là V. Do đó người ta có thể đọc cái thương hiệu này là Volkswagen, Volkswagen. Và nếu như các anh chị muốn tự mình phát âm bất kỳ từ tiếng Anh nào thông qua phiên âm quốc tế, các anh chị có thể comment bên dưới. Tôi sẽ có món quà tặng cho các anh chị. Cảm ơn các anh chị rất nhiều và hẹn gặp lại các anh chị trong video sau. Bye bye.